6710. Chiếc điện thoại được Rim Research Emotion gọi là chiếc điện thoại hoàn thiện khả năng nghe gọi đầu tiên, đúng không các bạn? Xuất hiện vào những năm 2002-2003, khi đồng tiền thời đó rất là có giá, thì việc các bạn phải trả ra lên tới gần 1.000 đô la Mỹ là một chuyện gì đó rất rất kinh khủng. Quá kinh khủng. Và đây, ngày hôm nay, sau gần 20 năm, tôi mang tới đây cho các bạn một chiếc điện thoại brand new, full box. Nó cũng có giá không kém đâu. Nó cũng có giá không hề kém. Đó là đây. Chiếc điện thoại 6710 đã được tôi đóng gói rất là cẩn thận. Và chiếc điện thoại này được tôi định giá với giá là 15 triệu đồng. Không ảo tưởng đâu nha các bạn. Không ảo tưởng đâu nha. Làm bán chưa bao giờ ảo tưởng. Nếu mà dùng chính xác hàng tôi bán á, thì nó chỉ có một cái từ duy nhất thôi. Đó là rất cao chứ không ảo tưởng. Tại vì đó là tôi bán chứ không phải các bạn bán. Các bạn hiểu không? Đó là tôi bán chứ không phải các bạn bán. Chúng ta được cái gì khi chúng ta mua một cây brand new full box như thế này? Các bạn sẽ được sở hữu một chiếc hộp có giá trị, tại vì nó là chiếc 6710, tiền thân của BlackBerry Passport, trong khi màn hình nó rất to. Tôi đã từng làm với chiếc 6710 này rồi, tức là các bạn có thể khi mà các bạn đang rất là đắn đo đọc rất là nhiều những cái dòng tin nhắn, thì con này màn hình nó rất to, các bạn sẽ có thể đọc được rất là nhiều tin nhắn ở trên này, và nó hiển thị cực kỳ rõ ràng, rành mạch và thông minh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là các bạn được sở hữu một trong những model có nguồn rất khỏe. Nguồn ấy, cái nguồn máy rất là khỏe. Tại vì cái dòng này nó chia làm 6710 và 7730 và 7780 và những cái dòng khác, thì 6710 là một cái con có một cái nguồn rất khỏe và pin rất là tốt, vẫn 3-4 năm ngày đấy, nếu không phải là tệ đâu. Ok, và các bạn sẽ được tôi tặng một chiếc bao da độc lạ trị giá 2 triệu đồng. Bao da đà điểu trị giá 2 triệu đồng. Và bao da đó đích thân tôi sẽ làm. Đấy, đợt này là kiêm bán điện thoại làm nghệ nhân luôn các bạn. Tôi bây giờ trở thành buôn bán rất nhiều thứ, vừa điện thoại, vừa là da, vừa là nghệ nhân. Trước đây có đi hát, nhưng mà hát nó không ra tiền các bạn ạ. Hát nhiều năm rồi nhưng mà không ra tiền, thôi quay về bán điện thoại. Bỏ nghề ca sĩ thôi, không làm ca sĩ nữa, giờ bán điện thoại thôi. Ok. Các bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ tôi qua số tôi niêm yết ở dưới fanpage, ở dưới video nhé. Giao dịch thì tôi cũng niêm yết rõ luôn. Giao dịch có thể giao dịch tại miền Bắc hoặc miền Nam. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi, điện thoại trực tiếp cho tôi nhé. Xin chào.